khu 3 của Đồ Sơn. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2010. Cả nhà đi du lịch Đồ Sơn, riêng với thì Ninh thì đang bận ôn thi vào đại học. Nên là ở nhà và hẹn dịp khác sẽ cho Ninh đi chơi sau. Đây là hai mẹ con Trâm Hoa đang ngồi nghỉ ở khu 3, phía sau lưng là đảo Dấu. Ở đây dâm lắm, anh quay nó hết ánh sáng rồi. Hmm?